Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Huyện Thọ Xuân với mô hình hay, cách làm hiệu quả cho công tác cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 05 tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ ngành địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Chỉ thị yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông cần triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung rà soát cập nhật khung kiến trúc chính phủ điện tử 2.0, làm rõ vị trí, vai trò của đề án 06, chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc hiển thị các thông tin trong thẻ căn cước công dân gắn chip, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chính xác, đúng quy định pháp luật. Tăng cường việc tuyên truyền hỗ trợ người dân cho thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng và bộ phận một cửa các cấp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chỉ đạo tập trung huy động nguồn lực, công cụ, phương tiện để phủ sóng di động, internet được cắt quang, điện đến 266 thôn bản trong năm 2023, đảm bảo người dân trên mọi miền Tổ quốc không ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử tại huyện Ngọc Lặc đã được thực hiện đúng quy trình. Các thủ tục được giải quyết, trả kết quả trước hoặc đúng hạn theo quy định. Trên hệ thống một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã áp dụng triển khai tại cấp huyện 207 thủ tục hành chính mức độ 2, 56 thủ tục hành chính mức độ 3, 51 thủ tục hành chính mức độ 4. Đối với cấp xã có 194 thủ tục hành chính mức độ 2, 12 thủ tục hành chính mức độ 3, 28 thủ tục hành chính mức độ 4. Riêng việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, hiện nay toàn huyện đã đạt 100% cấp xã, đạt trên 98%. Việc triển khai các hình thức thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, sử dụng biên lai điện tử trên hệ thống một cửa điện tử đang được huyện Ngọc Lặc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương đầu nối, tích hợp thanh toán trực tuyến trên hệ thống phần mềm một cửa và bắt đầu triển khai từ đầu năm 2023. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính, 34 trên 34 phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đều phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân phụ trách, công chức chuyên môn trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Bộ phận một cửa được bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ tìm, diện tích đảm bảo cho việc giải quyết công việc hàng ngày. Nhằm thuận tiện cho việc truy cập của tổ chức cá nhân, các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã công khai việc niêm yết thủ tục hành chính bằng bản giấy tại bộ phận một cửa và đăng tải trên trang thông tin điện tử. Việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên. Hiện nay 244 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các phường xã được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Trong đó có 96 thủ tục hành chính thực hiện theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền. Tất cả Ủy ban nhân dân phường xã đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, tạo tiền đề thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đặc biệt 34 trên 34 phường xã trên địa bàn thành phố đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001/2015 trong cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân. Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021-2025, trong những năm qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả cho công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Điều này đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả, giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp và động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Từ giữa năm 2021, Bắc Lương đã xây dựng mô hình ngày không viết tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã. Khi tổ chức, công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cán bộ hành chính sẽ tiếp nhận, hướng dẫn công dân đánh máy, thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu công dân không biết sử dụng máy tính, sẽ được hỗ trợ đánh máy mà không cần phải dùng đến bút viết thông thường. Đây là một trong những giải pháp cụ thể nhằm nâng số lượng thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 so với hiện nay. Từ hiệu quả của mô hình ngày không viết, thời gian tới Ủy ban nhân dân xã Bắc Lương sẽ tiếp tục tập huấn, đầu tư hạ tầng công nghệ như máy tính, đường truyền, xây dựng tổ công nghệ số tại tất cả 6 thôn
nhằm rút ngắn thời gian, công sức cho tổ chức cá nhân, tạo sự hài lòng của công dân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước. Việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3-4 trên môi trường điện tử thì Ủy ban nhân dân xã Bắc Lương đã bố trí một máy phục vụ cho nhân dân. Thì công dân đến hướng dẫn công dân là đầu tiên là đăng ký cái tài khoản dịch vụ công quốc gia. Nếu mà công dân chưa có thì hướng dẫn đăng ký và hướng dẫn trực tiếp trên máy tính luôn ạ. Công dân là đến đó là để mình làm cái thực hiện các thao tác trên máy tính, là không dùng đến các cái bút thông thường, bút viết thông thường của ta hay sử dụng. Để thực hiện được cái mô hình ngày không viết nó được lan tỏa rộng khắp thì nhất về cái trình độ kiến thức của cán bộ công chức rồi là của tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao cái trình độ và từ đó là kèm theo đó là đầu tư về cái cơ sở hạ tầng trang thiết bị máy vi tính cho các nhà văn hóa thôn, rồi triển khai cái mạng internet đến các nhà văn hóa thôn và phát huy cái vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cho mọi người dân đến nhà văn hóa thôn để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân, qua hơn một năm triển khai mô hình ngày không hẹn của Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa đã nhận được sự phản hồi tích cực của tổ chức công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Qua triển khai mô hình, trong năm 2022, toàn xã đã tiếp nhận và giải quyết hàng ngàn hồ sơ trong danh mục được giải quyết trong ngày. Để thực hiện giải quyết hồ sơ nhanh chóng, tạo sự hài lòng cho tổ chức cá nhân khi đến giao dịch hành chính, Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa đã bố trí nơi làm việc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khoa học theo đặc thù của địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã đã phân công cán bộ chủ chốt là chủ tịch, phó chủ tịch là thành viên tham gia trực giải quyết hồ sơ công dân, thực hiện chữ ký số để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Từ giữa năm 21 đến nay thì địa phương Xuân Hòa tổ chức cái mô hình là một ngày không hẹn. Chính vậy là trên cơ sở đó thì tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, bán chuyên trách từ xã đến thôn nắm được cái tinh thần này. Thứ nhất là tuyên truyền vận động người dân hiểu được cái mục đích ý nghĩa, tất cả là phục vụ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người dân. Cho nên là trên tinh thần đó thì đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là cái bộ phận là công chức văn phòng và tư pháp thì có đấu mối nhịp nhàng với nhau để tổ chức thực hiện. Chính vậy là sau khi mà thực hiện được cái mô hình này thì có thể nói rằng là qua các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền đối với nhân dân cũng như mặt trận tổ quốc là có đoàn thể một năm hai lần thì từ người dân đánh giá cao. Tôi là một người dân cũng thỉnh thoảng đến văn phòng đất để làm việc thì lên thì thái độ làm việc của mọi người trên văn phòng thì là niềm nở và hướng dẫn cho công dân nhiệt tình. Bên cạnh hai mô hình ngày không viết và ngày không hẹn được triển khai có hiệu quả ở hai xã Bắc Lương và Xuân Hòa đã tạo dấu ấn trong thực hiện cải cách hành chính. Hiện nay tại huyện Thọ Xuân đang khuyến khích các cơ quan địa phương đơn vị nghiên cứu học tập triển khai các mô hình mới. Tiêu biểu là Ủy ban nhân dân xã Tây Hồ với mô hình ngày không hẹn không viết, Ủy ban nhân dân thị trấn Sao Vàng với đề tài giải pháp niêm yết, tra cứu thông tin thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR code tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Các xã thị trấn tiếp tục thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Các sáng kiến mô hình đã góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của huyện Thọ Xuân trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính và trao trả hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đúng hẹn, tạo sự đồng thuận, hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các hồ sơ pháp lý. Việc giải quyết hồ sơ theo mức độ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt gần 100%. Các chỉ số về cải cách hành chính của huyện đều đạt cao, đưa Thọ Xuân trở thành địa phương dẫn đầu 27 huyện thị xã thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện thị xã thành phố trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2023, huyện Thọ Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021-2025. Toàn huyện phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính thuộc top 5, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện nằm trong top 3 huyện thị xã thành phố dẫn đầu của cả tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.